Anh em đi câu cá nha, coi con đi. Phải biết câu cơ. Cỡ em mà câu được cá, anh đi bằng đầu. Phải biết câu cơ. Lên cá đi bằng đầu. Để em xem. Nhìn con anh. Một em bông này, bông mồi nhái hơi HVA V2 nha mọi người nha, khoảng 8 gram nha. Wow. Và đây là chẳng ai dám biết tương lai sao. Thịnh Văn An thấy gì chưa? Cả cá nha anh em nha. Rồi, con này lớn lên cá nha.